Chưa bao giờ trách nhiệm của lực lượng y bác sĩ ở các trạm y tế lại nặng nề như lúc này. Mỗi ngày họ vừa phải thực hiện công việc chuyên môn, vừa hướng dẫn bà con trở về từ vùng dịch khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Mặc dù công việc chẳng phải nhẹ nhàng nhưng tất cả đều cố gắng. Chúng tôi cũng bảo ban với nhau để cố gắng đoàn kết rồi phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn để chống dịch cho nó hoàn thành. Cần Thơ hiện đang quản lý, giám sát và theo dõi sức khỏe gần 3.000 trường hợp cách ly tại nhà. Mọi việc đều do lực lượng y tế tại cơ sở đảm trách. Ngoài ra, đội ngũ y tế này còn ngày đêm bám trụ tại 35 chốt kiểm soát y tế với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Trong những ngày gần đây thì hầu như là các anh em làm việc 24/24, sẵn sàng đi bất cứ một vùng điểm nào để thực hiện khai báo y tế và huy động vận động người dân đi cách ly tập trung từ trở về từ vùng dịch. Và khi có những cái dấu hiệu nghi nhiễm thì không kể ngày đêm, không kể nắng mưa để đảm bảo là cái việc mà thực hiện các cái biện pháp phòng dịch nó được đúng và đầy đủ theo chỉ đạo của thành phố. Khó khăn nhiều, vất vả cũng không ít. Thế nhưng nhiều tháng qua, hơn 8.000 cán bộ nhân viên y tế và đội ngũ y bác sĩ ở Cần Thơ đã gác lại niềm riêng vì nhiệm vụ chung. Tinh thần trách nhiệm đó đã để lại ấn tượng đẹp với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Tôi nghĩ là làm việc cũng là rất là tốt, và ngoài cái đội ngũ y bác sĩ thì cái ở ngoài những anh làm ở ngoài chống dịch mấy cái trạm rồi này nọ là kiểm soát rất là tốt và rất là chặt chẽ. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn còn lắm cam go và chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Tuy nhiên, những chiến sĩ áo trắng vẫn luôn nỗ lực hết mình để mang lại sự bình yên cho nhân dân.